thái cực sinh ra lưỡng nghi lưỡng nghi lại sinh ra tứ tượng từ đó mới khởi sinh con người cho nên biết được rằng hình thể nam nữ phân biệt vốn là do trời đất sinh ra theo nguyên lý âm dương nam nữ đã do trời đất sinh nay lại chê bỏ chán ghét chuyện nam nữ đến với nhau như vậy liệu có hợp lý chăng đáp nam nữ lập thành gia đình vốn là ước nguyện lớn lao của các bậc cha mẹ nhưng nếu không đợi sự cho phép của cha mẹ mà lén lút vụng trộm tìm cách qua lại với nhau thì tất nhiên đó là điều đáng ghét đáng khinh đối với cha mẹ đã là như thế ắt đối với trời đất cũng là như thế nên những chuyện tà dâm phải ngăn cấm cũng là lẽ tất nhiên hỏi trời đất lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện chuyện quan hệ nam nữ căn bản vốn là để sinh con cái nếu như lại chê bỏ chán ghét việc ấy thì còn chi là lý lẽ sinh tồn đáp lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện ắt là nói chung về lòng từ bi không làm tổn hại sự sống chứ không có ý cho rằng việc sinh sản nhiều là quý trời đất nếu cho việc sinh sản nhiều là quý ắt những loài như gà chó lợn dê mỗi con đều sinh sản rất nhiều hoặc như cá tôm đẻ trứng cũng nhiều đến số trăm ngàn đem so với con người hẳn phải là đáng quý hơn như vậy liệu có thể xem là hợp với lòng trời chăng hỏi thượng đế nếu như đã ghét việc tà dâm lẽ ra nên làm cho loài người sinh ra cùng một hình tướng không phân nam nữ đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên phát dục sinh con như vậy ắt sẽ dứt được tận gốc chuyện tà dâm vì sao thượng đế lại không làm như vậy đáp chuyện lành dữ họa phúc chốn nhân gian tuy quả thật do trời định nhưng bất quá cũng chỉ là dựa theo nghiệp nhân đã tạo mà hình thành quả phải nhận tuyệt nhiên không thể có ý riêng thiên vị trong đó huống chi hình tướng nam hay nữ cũng đều tùy theo chỗ tạo tác của tâm đời trước trời đã không thể ép buộc cho người thế gian đều có cùng một tâm thức như nhau thì làm sao có thể ép buộc kẻ nam người nữ trong chốn thế gian có cùng một hình tướng như nhau hỏi chuyện quan hệ nam nữ đối với thế gian là điều hết sức kín đáo bí mật trời đất quỷ thần làm sao lại có thể rõ biết tất cả đáp khắp cõi pháp giới này cùng với tâm thức của chúng ta vốn không phải hai thực thể phân biệt khác nhau Điều gì mà tự tâm mình biết được thì tất nhiên là mười phương thế giới cũng đều biết được. Đâu chỉ riêng trời đất quỷ thần biết được thôi sao? Mặt nước trong lặng thì bóng trăng tự nhiên phản chiếu. Xác chuột chết sinh thối thì sinh dòi bọ đều là những chuyện tự nhiên. Sao ông không xét kỹ lý lẽ ấy? Hỏi Làm việc giết hại thì khiến người đau đớn khổ sở. Làm việc trộm cướp thì khiến người nghèo đói khốn cùng những việc ấy tất nhiên phải chịu quả báo không cần phải nói thế nhưng việc tà dâm thì đôi bên cùng vui thích nào có hại ai đâu đáp quả đúng là hai kẻ tà dâm lúc ấy đều vui thích nhưng thử hỏi nếu người chồng của dâm phụ nhìn thấy có vui chăng cha mẹ anh em những người ấy nhìn thấy có vui chăng trời đất quỷ thần nhìn thấy có vui chăng cho nên, bất quá cũng chỉ làm cho một người vui thích, mà những kẻ căm giận đến nghiến răng đấm ngực, trợn mắt vây quanh thì đầy khắp hư không. Như vậy, sao có thể lại là không có tội? Hỏi, như vậy, nếu như đem việc tà dâm mà so với các tội giết hại hoặc trộm cướp, thì tội nào nặng hơn? Đáp, tội giết hại thì khiến cho đối tượng bị giết phải đau đớn khổ sở không chịu nổi, còn tội tà dâm thì khiến người phải chịu tiếng xấu cũng không chịu nổi. Tội trộm cướp thì cướp đi của người tài sản mà họ cần để nuôi dưỡng thân thể, còn tội tà dâm thì cướp đi của người phẩm chất quý báu để nuôi dưỡng tâm tính. Vì nhân tạo ra không giống nhau nên quả báo cũng khác nhau. Kẻ phạm tội giết hại hoặc trộm cướp phải chịu tội như lửa dữ gặp gió to, sống chết thật cấp kỳ nhanh chóng. Còn quả báo của tội tà dâm thì như kẻ mắc bệnh nan y, suy nhược kéo dài, khó lòng thoát khỏi, cũng khó lòng trừ dứt. Thật ra không thể nói là bên nào nặng hơn. Hỏi, leo tường sang nhà hàng xóm mà dụ dỗ gian díu con gái họ, có thể nói là đã làm chuyện tội nghiệt nhưng nếu có nữ nhân ham muốn tự tìm đến với mình như kẻ tự chui đầu vào lưới mình chỉ chấp nhận thôi thì sao có thể gọi là có tội đáp dụ dỗ con gái người khác là tâm ý nào chấp nhận quan hệ với kẻ tìm đến mình là tâm ý nào nếu thật có thể chấp nhận kẻ gian dâm ắt cũng có thể làm việc dụ dỗ ví như ở chỗ kia có liều thuốc độc nếu mình đi đến đó lấy uống sẽ chết. Nhưng có người mang đến cho mình, nhận lấy mà uống thì cũng chết. Hỏi, xâm phạm đến con gái nhà lành, tất nhiên là tội rất nặng. Nhưng nếu như đối với người giúp việc trong nhà mà quan hệ gian díu, thì sao có thể gọi là tội lỗi? Đáp, tuy thân phận của người bị nhục, bởi hành vi tà dâm có sự khác biệt, phân chia sang hèn nhưng bản chất của hành vi tà dâm thật không khác gì nhau tà dâm với gái bán dâm cũng là tội lỗi huống chi với người giúp việc trong nhà mình quán bất tịnh phép quán này thành tựu thì hốt nhiên thấy rõ được sự ô uế trong tinh huyết của kẻ nam người nữ chính là pháp quán phương tiện để đối trị vượt qua cửa ải dâm dục mọi sự khổ não trong thế gian đều khởi sinh từ ái dục. Tâm tham ái nếu không thể dứt trừ thì khi đối diện với sắc dục, ắt phải hồn siêu phách tán. Nước ái luyến như từ trong xương trĩ chảy ra mãi, lửa tham dục như từ trong đôi mắt cháy phừng lên dữ dội. Tâm hùng hổ, ý bừng bừng, không việc gì không dám làm, khiến cho nghiệp ác càng thêm nặng tội chướng càng thêm sâu lúc bình thường luôn quan tâm đến lễ nghĩa giữ gìn danh thơm tiếng tốt đến lúc đối diện với sắc dục chỉ trong chốc lát đã không còn màng đến chuyện liêm sĩ khi ấy dù quỷ thần cũng không nể sợ huống chi những chuyện danh tiếng lễ giáo sao có thể ràng buộc được mênh mang trong cõi đời ưu trượt tù ngục giam cầm ngày một nhiều hơn. Những lời răng dạy ân cần thương xót của các bậc thánh hiền chỉ sợ rằng không còn chút tác dụng nào. May mắn thay, vẫn còn có giáo pháp của Đức Như Lai rộng mở pháp môn diệt trừ tham dục như mưa cam lộ, tưới mát xuống cõi trần giúp người dùng phép quán bất tịnh có thể khiến cho lửa dục hóa thành băng giá. Khi ấy, dù có tiên nữ giáng trần cũng chỉ xem như kẻ ăn mày cùi hủi gớm ghiếc huống chi là những phụ nữ phàm tục chốn thế gian vốn chỉ là một cái túi da bọc xương thịt không cần phải luận bàn về nhân quả cũng không cần đặt ra hình luật nghiêm khắc chỉ quán chiếu thấy hết được những điều ô uế nhơ nhớp thì con ma dâm dục sẽ không còn dám đấu tranh cùng ta nữa phép quán này được thành tựu sẽ nhổ bật tận gốc trễ dâm dục ái luyến. Tôi từ nhiều năm về trước vẫn thường bị ái dục khống chế, cũng tương tự như lòng dục của ma đăng già khi gặp A Nan. Mặc dù đã thử qua nhiều phương pháp để chế ngự tham dục, nhưng mỗi khi gặp hoàn cảnh cám dỗ thì lòng dục lại khởi lên như trước. Kể từ sau khi tu tập thực hành phép quán bất tịnh này thì tâm niệm ái dục tự nhiên tan biến lòng được nhẹ nhàng nay nhờ đó được đôi chút tỉnh ngộ xin cung kính lễ bái đấng đại từ tôn phát thệ nguyện trong đời vị lai sẽ trừ sạch hết quân ma phân thân hóa hiện nơi vô số cõi thế giới để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh tôi có vị thầy là tiên sinh trương băng am thường ân cần dạy dỗ răng nhắc nhiều lần nói với tôi rằng, việc tu tập phép quán bất tịnh này cũng giống như học nghề làm bếp, khi học thành nghề rồi, lúc xẻ thịt trâu không nhìn thấy toàn thân con trâu nữa mà chỉ thấy đó là những bộ phận riêng rẽ hợp thành. Dùng một con dao mổ trâu qua 19 năm vẫn còn sắc bén như vừa mới mài. Này thanh kiếm trừ ma của tôi qua trăm lần tôi luyện đã hóa thành vàng chém sạch hết những con quỷ hiện hình dung xinh đẹp mỹ miều, bởi trong mắt không còn nhìn thấy những thân thể xinh đẹp hoàn hảo, mà chỉ thấy đó là những túi da bọc chứa xương thịt, máu mũ. Nên cho dù có ngồi cạnh mỹ nữ đẹp như Tây Thi, cũng chỉ thấy những xương thịt, gân cốt, 36 thứ uế tạp như đờm giải, phẫn uế, lông tóc, móng tay, vân vân. Do đó, cũng không cần phải ngưỡng mộ học theo triển cầm xưa kia, ngồi cạnh nữ nhân mà tâm không rối loạn. Chỉ cần theo phép quán này, ắt dập tắt được trong tâm không còn ham muốn. Này tôi viết ra đây những lời thô thiển, không văn hoa mỹ lệ, chỉ nhằm nêu rõ được ý nghĩa tu tập, để người xem qua liền có thể thực hành theo. Thực hành được rồi lại tiếp nối truyền đạt cho người khác, khiến cho ai ai cũng đều có thể vĩnh viễn dứt trừ, làm khô kiệt con sông ái dục. Nguyện cho bánh xe chánh pháp thường chuyển động lưu hành, khiến cho cõi đời uế trượt dần trở nên thanh tịnh trang nghiêm như cõi Phật. Phần thứ nhất, quán xét chung hình thể nam nữ. Một, nếu tỉnh tâm quán chiếu, có thể thấy rằng hết thảy kẻ nam người nữ ở thế gian đều do tình dục mà sinh ra, đó là nguồn gốc sinh ra không trong sạch. 2. Bào thai con người vốn do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà sinh ra, đó là cách thọ sinh không trong sạch. 3. Bào thai ở trong bụng mẹ nằm bên dưới sinh tạng, bên trên thuộc tạng đó là chỗ ở không trong sạch. 4. Lúc ở trong bào thai, chỉ duy nhất sống bằng máu huyết của mẹ, đó là nguồn thức ăn không trong sạch. 5. Ở trong thai đủ 10 tháng rồi, từ cửa mình người mẹ mà sinh ra, đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. 6. Sinh ra rồi lớn lên, trong thân thể chứa đầy máu mũ, chính lỗ trên thân thường chảy ra những thứ nước dơ nhớp, đó là toàn thân đều không trong sạch. Phần thứ hai, bộ sinh dục nữ không trong sạch. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni chép rằng, Phật bảo A Nan nên biết rằng trong cơ thể người phụ nữ có năm nhóm trùng mà người đàn ông không có. Năm nhóm trùng này cư trú trong âm đạo của phụ nữ. Mỗi nhóm có tám mươi loại, cả hai đầu con trùng đều có miệng như kim nhọn, như dao sắc. Mỗi khi chúng ăn vào cơ thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất an, bực dọc, lại tăng thêm ham muốn tình dục. Phần thứ ba Những ô uế trong bụng người phụ nữ Kinh Thiền Bí Yếu nói rằng, nếu người tu tập thiền định mà lửa dục bùng phát, đêm ngày tơ tưởng chuyện dâm dục. Phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp trúc đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán xét tử cung của người nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết. Bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa, phía trên cong tròn phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo. Bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối. Có 8 vạn nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch. Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mũ hôi hám, có màu như máu lại có giống trùng cực nhỏ, thường thích thú dạo chơi bên trong tử cung, sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên mới có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Phần thứ tư, những ô uế trong thân người đàn ông. Trong sách trên cũng có đoạn nói rằng, toàn thân người đàn ông có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục tất cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột cho đến vị trí phía dưới sinh tạng phía trên thục tạng cùng với các mạch của phổi tỳ thận nằm ở hai bên thảy đều chứa đầy chất mũ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng hôi thối không thể đến gần các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm ba nhánh như đường gân trên tàu lá chuối cộng cả thảy có một hai trăm đường mạch nhỏ trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti hình dạng như sợi lông bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng số lượng nhiều đến bảy mươi tám ngàn vây quanh thành vòng tròn khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục tâm tham dục liền khởi lên tâm dục vừa khởi lên 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị khích động. 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo nam căn mà tiết ra ngoài. Phần thứ năm, sức mạnh của phép quán bất tịnh. Đức Phật bảo Ngài xá lợi Phất. Nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát, thì nên theo học pháp môn quán bất tịnh này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết, hãy quán tưởng rằng, hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung, cho đến bên trong âm hộ người nữ, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vẫn tay, trợn mắt nôn ra chất mũ tanh hôi trong lúc quán tưởng luôn giữ hơi thở điều hòa an tĩnh tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào chú tâm quán chiếu mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả thì xem như phép quán này được thành tựu lửa dục tự nhiên dứt hẳn khi ấy, cho dù có chư thiên, tiên nữ hiện ra trước mắt, cũng chỉ nhìn thấy như người cùi hủi. Đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này, cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là Bậc Đại Trượng Phu, là Thầy dạy khắp hai cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng, những người như thế, tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng mạnh mẽ trong cõi người, cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại đều không bằng được. Phần thứ sáu, khuyên người phải quyết định tu tập kinh thiền yếu ha dục nói rằng người muốn tu tập pháp quán bất tịnh phải quán tưởng như người tù bị giam trong ngục bốn phía đều có tường vách canh phòng nghiêm ngặt chỉ còn duy nhất một lối thoát ra qua hố xí không còn đường nào khác lại ví như người trúng độc chỉ duy nhất có một cách là dùng phẫn uế mới trị được không còn cách nào khác quán tưởng như thế rồi thì sẽ quyết tâm tu tập tinh tấn phép quán bất tịnh vì biết đó là phương pháp duy nhất để diệt dục là con đường duy nhất để cầu đạo giải thoát